mình sẽ có búa gõ phản xạ. Thậm chí mình khám bằng gì, nãy bác Viên nói là đường, muối ha. Trong cái túi khám của một bác sĩ thần kinh, nhất là các em sinh viên ha, hoặc là sau đại học cũng có nữa. Hồi lúc bác Viên học sau đại học là đi khám là dầu thơm cũng có, dầu gió cũng có, khám dây thần kinh nổi, dây thần kinh cứu giác nha. Rồi một miếng bông gòn nhỏ nhỏ là để dặn gì, là khám cảm giác, ngay cả những cái phản xạ về giác mạc, dây thần kinh 5 và 7 nha, 5 vào 7 ra. Rồi cái gì nữa, cái kim nhọn để mình khám cảm giác sâu. Mình không có kim nhọn thì làm gì, tâm, cái tâm để mình khám. Tại vì khi mình khám là mình sẽ khám đồng bộ hai bên, chẳng hạn như cái chân bệnh nhân nó chân tôi bị mất cảm giác con bên này, thì mình sẽ đánh giá mất cảm giác ở mức độ nào, hoặc là hai chân người ta nói mất cảm giác hai chân luôn, mình sẽ so sánh bên nào để mình coi mình có thể tiên lượng đó là những cái tổn thương nó chèn ép vô ha, nó chèn ép vào tủy sống, hoặc là nó chèn ép cả tủy sống, chèn ép từ từ hoặc là cả tủy sống. Đối với bệnh thần kinh thì có những trường hợp đó là bệnh cấp và bán cấp và mãn tính. Cấp thì mình nghĩ tới đột quỵ, hoặc là thêm một trường hợp gì nữa, có nghĩ tới không, có đóng ra không, cấp đã nói là bệnh thần kinh sao chấn thương được, chấn thương bệnh chấn thương, còn bệnh thần kinh là không ai biết nó liệt với thần bảy, liệt với thần kinh bảy cấp không, sau một đêm ngủ cứ dậy cấp không, cấp cái đó là đơn giản nhất đó. À, nhưng mà nó cũng thuộc là cái nhóm của bệnh mạch máu não. Còn những cái bệnh mà cấp thêm một cái nữa đó là bệnh về não, những trường hợp mà viêm não cấp, nó giống như một trường hợp mà nhiễm siêu vi thông thường vậy đó, đến với mình đau đầu. Đau đầu nhưng mà có một cái đặc điểm nữa là từ cái đau đầu đó mình khai thác thêm là đau đầu nó có kèm những biểu hiện gì. Cái phần này thì bữa tới tiết sau thì bác Viên sẽ dạy cho các em bài đau đầu đó, bác Viên sẽ nói kỹ thêm cái phần đau đầu nha. Thì bác Viên muốn nói cái trường hợp mà viêm não cũng là một dạng bệnh cấp, đến với mình thường thường mình sẽ lẫn lộn với một trường hợp nhiễm siêu vi, tại người ta khai là người ta sốt đau đầu thôi ha, ngoài ra hơi sổ mũi tí xíu cũng có. Thì mình nếu mà mình nhạy, mình phải khai thác kỹ tí xíu, đau đầu có cứng cổ hay không, cứng phần gáy hay không ha. Quan trọng là mình khám thêm cái phần vận nhãn để mình loại trừ cái gì, loại trừ viêm não do siêu vi hoặc là viêm não do lao. Trong những trường hợp mà viêm não do lao thường thường nó ảnh hưởng tới dây thần kinh số 6. Thực tế lâm sàng là bác Tiên đã gặp một ca, xin lỗi bác Tiên đi lâm sàng, bác Tiên làm bên bệnh viện mới vậy, cứ xưng là bác Tiên không ha, đúng ra là xưng em cô mới đúng không? Quen thì lúc mà còn làm ở bệnh viện, bên bệnh viện tỉnh á, bác Tiên gặp một ca như thế này, bệnh nhân vô là chỉ than đau đầu chóng mặt, mắt hơi mờ mờ rồi nó hớt, hơi chóng chóng qua tí xíu khi mà chóng thì nhìn hơi mờ, nhưng mà cái cổ lúc nào cũng đau. Thì bác sĩ về lâm sàng thì cũng cho chụp CT scan sọ não, thì mình cũng không thấy gì hết, mình cứ đau đầu 3 ngày. Thì tới ngày thứ 3 thì bệnh nhân bắt đầu mờ mắt, không thấy gì đó, không thấy, và bắt đầu có hiện tượng lát mắt. Lát mắt là liệt dây 6, liệt dây 6. Thì lúc này một bác sĩ có kinh nghiệm chuyên gia đại học sẽ khám, sáng khám và lúc này mình sẽ cho làm gì, chập giò tủy sống. Sau khi chụp CT scan nó không có biểu hiện tăng áp lực nào sợ, mình sẽ cho chập giò tủy sống để mình khảo sát thêm. Thì cuối cùng ca này là khi mà não do lao. Cái vậy trường hợp mà bệnh nhân đến với mình ngoài những cái triệu chứng về nhiễm siêu vi thông thường, nên mình phải để ý kỹ có những cái triệu chứng gì kèm theo hay không, mình khám kỹ tí xíu để mình đem lại cơ hội cho bệnh nhân. Bệnh nhân đó cuối cùng chuyển về Sài Gòn mà tử vong do quá muộn. Không phải quá muộn, quá muộn là thứ nhất là bệnh cảnh diễn tiến rất là nặng, mình chuyển đi trong thời gian rất là gần, không phải là trễ, nhưng mà do bệnh diễn tiến nặng nó kèm những bệnh lý kèm theo nữa, chứ không phải đơn thuần là cái viêm não lao. Chỉ sơ suất tí xíu thôi, mấy em đổ qua một triệu chứng, hai triệu chứng là có thể mình bỏ sót bệnh. Mà giữa một cái viêm não siêu vi
và một bệnh lý viêm não do lao, hai cái cách điều trị khác nhau. Viêm não siêu vi các em có thể sử dụng kháng sinh đặc trị nó, em dùng em điều trị, nhưng mà đối với một bệnh lý mà viêm màng não lao là mình phải sử dụng thuốc kháng lao mới hết. Rồi trong trường hợp mà viêm màng não mủ cũng vậy, sử dụng kháng sinh, nhưng mà viêm màng não do cái gì, do virus, viêm màng não virus hẹp bét á, hẹp bét á, là phải xài thuốc đặc trị của nó truyền nó mới hết, nó không để lại di chứng. Nhưng mà nếu mà em không sử dụng tới cái đặc trị đó thì coi như là để lại di chứng cho bệnh nhân, và thậm chí có những cái điều tiên lượng nó không tốt. Do đó trong lâm sàng khai thác tới khai thác lui, khám tới khám lui để mình loại trừ bệnh ha, tổng hợp cho nó chính xác và loại trừ những cái triệu chứng lâm sàng không cần thiết. Cái phần thứ hai đó là những cái xét nghiệm hỗ trợ trong cái phần mà chẩn đoán của mình. Thứ nhất là gì? Cái thông thường nhất mà tất cả các bệnh viện nào có, khi các em đau chỗ nào các em đi vô bệnh viện các em gọi là gì? Chụp chụp X quang ha, cái đó là thông thường nhất. Rồi sau này mình mới có là gì? CT ha, CT scan. Rồi sau cao cấp hơn nữa là gì? MRI nha, cộng hưởng từ. Thì sau này bệnh viện trường đại học của mình nó cũng có MRI, hiện giờ là có CT rồi, sắp tới là cũng chuẩn bị có MRI ha. Rồi cái phần nữa là điện cơ và điện não ha. Còn cái phần chụp kỹ thuật mạch máu ở đây là mình chưa, DSE ha. Trước đây nó là chụp mạch não đồ, còn hiện bây giờ là chụp kỹ thuật số thì cho hình ảnh rõ hơn. Nhưng cái đó mình theo dõi từ đầu lúc mình đưa thuốc vô thì nó sẽ cho hình ảnh của lúc bơm thuốc nó tắc nghẽn ở đợt nào, mình sẽ thấy được trên trên cái màn ảnh. Rồi trong này thì mình có một cái kỹ thuật mà không xâm phạm, đó là Doppler, Doppler mạch máu ha, Doppler siêu âm á, siêu âm mạch máu. Ở trường hợp này là khi mà những trường hợp bệnh nhân cơn thoáng thiếu máu não, người ta khai với mình là cứ chóng mặt hoài, lâu lâu nó tê tê tai, tê tê nửa người thì chút xíu có nó hết. Nhưng mà bệnh nhân đến với mình lần thứ hai, sau khi mình cho một đợt điều trị rồi, đến lần thứ hai thì mình phải cho bệnh nhân làm gì? Siêu âm Doppler động mạch cảnh, hai động mạch cảnh hai bên, và Doppler cái động mạch ở ngoài sọ ha, đốt sóng thân nền ngoài sọ, động mạch đốt sóng thân nền là cái động mạch nó dẫn máu về não sau. Thì những trường hợp mà cơn thoáng thiếu máu não thường nó do là hẹp, nó hẹp động mạch cảnh do những cái mảng xơ vữa đó. Thì nếu như mà mình siêu âm như vậy mình thấy nó hẹp hơn 70% thì mình phải khuyên người ta có chế độ đi điều trị nha, thông thông tắc thông hẹp. Còn nếu như mà dưới 70% đó thì mình phải có chế độ điều trị hoặc là hướng dẫn cho bệnh nhân như thế nào để mình có cách phòng ngừa những cái đột quỵ không cần thiết ha, không đáng có. Và khi mình khám lâm sàng, mình khám lâm sàng chẳng hạn như bệnh nhân bị đột quỵ, yếu nửa người bên phải hay yếu nửa người bên trái, thì khi cho chụp CT scan hoặc là cho chụp cái MRI ra, mình phải đối chiếu lại, chứ không phải là chụp ra rồi nhìn trên đó thôi kệ đi, có kết quả cận lâm sàng rồi biết cái này là tai biến rồi, biết nhồi máu não là xuất huyết não rồi, dùng bên nào mình không kiểm tra lại là không đúng nha. Nó có những cái tổn thương đối bên. Khi mình bệnh nhân liệt bên phải thì cái tổn thương nó sẽ đối bên, nó sẽ nằm bên trái nha. Cái này là nó là một cái cách kiểm chứng lại mình khám có đúng hay không. Nếu như mà mình khám cái bệnh nhân yếm nửa người bên phải, những trường hợp mà yếm nhẹ đó các em khám rất là khó, nếu mà không có kinh nghiệm thấy bên nào cũng giống nhau thôi, thì có những cái cách khám các em có đi lâm sàng, đi lâm sàng thì có những bệnh về đột quỵ đó mình không có được học về kỹ năng, phải không? Không có học được học về kỹ năng thăm khám bệnh thần kinh, thì khi đi lâm sàng thì nhờ bác sĩ hướng dẫn chỉ cho cái cách khám nha. Học từng bệnh, đối với một bệnh đó là mình khám. Trước đây có những cái tết sinh viên đi qua bên bên bệnh viện tỉnh đó, lúc đó bác Tiên còn làm bển thì các bạn rất là thích đi theo, tại vì bác Tiên dạy từng bệnh, mặc dù là bác Tiên không có đăng ký giảng dạy bên này, lúc đó bác Tiên không có đăng ký, nhưng mà đa số các bạn là đi theo bác Tiên hết, tại vì bác Tiên giảng từng bệnh, học bệnh nào giúp bệnh đó. Đối với một bệnh chẳng hạn như là liệt bẩy, trên bệnh nhân liệt bẩy khai thác cái gì và khám lâm sàng cái gì, rồi sau đó là theo dõi xong rồi cách điều trị như thế nào. Dứt điểm một bài đó các em sẽ học được một bệnh, qua lâm sàng bữa sau ôn lại bài đó coi bữa nay sao, rồi học thêm một bài mới
Đó, bởi vậy thì khi mà đi lâm sàng các em gặp bác nào dễ dễ tí xíu đó, à, chịu khó tí xíu thì mấy em mình có thể nhờ chị cái cách khám. Khám thứ nhất là về phản xạ, khám thứ hai sức cơ để biết bệnh nhân yếu đó. Thì khi mà bệnh nhân yếu nửa người mà yếu nhẹ, sức cơ mình có sức cơ tổng cộng là 5 trên 5. Nếu như mà sức cơ nó 4 trên 5 thì mình khám làm sao, nó khó thấy dữ lắm. Lúc đó mới mà thì mình sẽ xem lại cái kết quả CT scan của mình coi nó thật sự là nó tổn thương mình như vậy đó, nó có đúng với mình khám lâm sàng hay không. Tại ngoài cái tổn thương của cái yếu chi ra, nó còn những cái tổn thương chẳng hạn như là nếu tổn thương não ở vùng độc thì bệnh nhân độc như thế nào, có độc được hay không, có làm toán được hay không. Nó tổn thương ở vùng thái dương hoặc là vùng chẳng hoặc là vùng trán. Nếu mà tổn thương ở vùng trán thì bệnh nhân sẽ không cử động. Thứ nhất là động kinh, xảy ra là bệnh nhân sẽ co giật hoặc là liệt tay nặng hơn chân. Rồi tổn thương ở vùng chẩm thì nó làm cho bệnh nhân chậm suy nghĩ. Tổn thương ở vùng ngôn ngữ broca hay là vùng quẹt nít thì bệnh nhân nói nguyên thiên nhưng mà không hiểu, hoặc là bệnh nhân hiểu nhưng mà không nói được, tùy theo tình trạng bệnh, tùy theo cái vùng tổn thương của mình. Do đó mình khám lâm sàng rồi, khi mà mình cho cận lâm sàng thì mình phải kiểm tra cận lâm sàng coi mình có làm đúng hay chưa, cái kết quả cận lâm sàng của mình nó có khớp với những triệu chứng mà mình khai hay không. Tại vì mình khám đúng thì nó biểu hiện trên cận lâm sàng là nó giống hệt như vậy, còn mình khám sai là cận lâm sàng nó ra nó mới giống như vậy, kết quả cận lâm sàng mà nó ra triệu chứng ngay đó thì mình phải kiểm tra lại. Về phần chẩn đoán bệnh thì chẩn đoán mình sẽ dựa vào lâm sàng và cận lâm sàng ha, rồi từ đó mình mới đánh giá tổn thương nó nằm ở đâu, giống như nãy giờ bác Tiên vừa nói đó, là trong hội chứng liệt nửa người thì triệu chứng lâm sàng và cái tổn thương nó phải đi đôi với nhau. À, ví dụ như tổn thương ở vùng bao trăm của não thì nó đồng đều, còn nếu mà liệt chỗ khác nữa, tổn thương vùng trán, vùng trán thì nó tai nạn thân chân, tùy theo cái hình giải phẫu của người đối chiếu lên cái vùng vỏ não. Rồi khi mà khám bệnh nhân liệt hai chi dưới, liệt hoàn toàn hai chi dưới thì mình phải khai thác từng bệnh sử cho tới khám lâm sàng, chẳng hạn như tái đi tái lại liệt hai chi dưới, sáng thức dậy tái đi tái lại hoài tới chiều chiều trưa trưa chút xíu trở lại bình thường, thì cái này người ta nghĩ đến cái việc trường hợp liệt chu kỳ, mà liệt chu kỳ thường thường do thiếu kali đó. Khi mình khám thì mình có thể mình loại trừ được, và mình do khi mình cho mình nghĩ tới cái này là thiếu kali, hạ kali máu, thì lúc này mình làm gì, về cận lâm sàng cho thử ông đồ. À, đánh giá ông độ mức độ nào thì sau khi mà mình đủ bù đủ kali rồi thì bệnh nhân tái dưng cử động là bình thường đi về, thường thường là vô trong vòng ngày đi về, nhiều người ta biết tái đi tái lại như vậy đó. Thì mình qua cái bệnh lý người ta tái đi tái lại như vậy thì đối với một bác sĩ lâm sàng thì mình cũng có chế độ hướng dẫn cho người ta ăn uống như thế nào để phù hợp tránh được tình trạng bệnh tái phát. Bài này học giống như là mình kể chuyện vậy đó, kể chuyện về lâm sàng vậy. Tại vì mình học về triệu chứng ha, những cái triệu chứng thực tế, đứng đi nha, học thực tế đi. Trong liệt hai chi dưới thì có cái bệnh hạ kali, cái thứ hai nè là những cái bệnh lý về tủy sống, thứ nhất là do u, cái thứ hai là chấn thương và bệnh lý viêm, viêm nhiễm, u, chấn thương và viêm nhiễm. Thì khám vùng chi dưới là mình khám thứ nhất là cảm giác, khám thứ hai là phản xạ, và mình cần phải xác định thêm vùng chi dưới này nó bị liệt hay tổn thương là do tổn thương tại chỗ hay là tổn thương ở vùng cao hơn, chẳng hạn như ở vùng thắt lưng hay là vùng cột sống ngực hay là vùng cùng cục hay là rễ thần kinh chùm đuôi ngựa. Và một cái quan trọng trong cái vấn đề mà liệt hai chi dưới mà mình khám á, là mình phải khám thêm cái vùng sinh dục, à, cái vùng cơ vòng, để mình loại trừ đây là trường hợp liệt do tổn thương thần kinh trung ương hay là liệt do tổn thương thần kinh ngoại biên. À, thường thường liệt do thần kinh ngoại biên thì nó ít có ảnh hưởng tới cơ vòng. À, nó do ảnh hưởng do thần kinh trung ương nó mới ảnh hưởng tới cơ vòng. Và từng ở vị trí của cơ thể mình nó sẽ có những cái vùng khoanh vùng của tủy sống,
ngực, bụng và lưng ha. Chẳng hạn như ngang cái ngực của mình thì là D6, thường thường đó là của đốt sống ngực D6, tủy của D6 đó, ở vùng rốn là D10. Đối với một cái bệnh lý thần kinh, khi mà mình khám tổng quát rồi, khám được những triệu chứng lâm sàng rồi, thì mình đưa vào những cái nhóm bệnh. Một số trường hợp, một số bệnh lý, một số bệnh tổn thương, nó sẽ có những cái tên riêng biệt, là tên của những cái tác giả phát hiện ra triệu chứng đó. Chẳng hạn như là hội chứng Weber, hội chứng phobia cầu não, hội chứng Brassica. Đối với những hội chứng này thì mình sẽ xác định nó có những cái nhóm triệu chứng như thế nào để mình đưa vô. Và khi nói đến cái hội chứng này là mình sẽ biết tổn thương nó nằm ở đâu, ở vùng nào. Cái này là mình phải học thuộc. Học thuộc cái hội chứng này nó có những triệu chứng nào thì mình nghĩ tới nó ở não. Như vậy, đối với một bệnh lý thần kinh là mình phải khai thác lâm sàng, cận lâm sàng, khám kỹ, khám tới, khám lui để mình phát hiện ra những triệu chứng. Hôm nay có, hôm sau mất, hoặc là hôm trước không có, bữa nay có, để mình vừa đánh giá, chẩn đoán bệnh và còn tiên lượng bệnh. Đây, chẳng hạn như một trường hợp liệt cái hai chi dưới, về lâm sàng là mình thấy bệnh nhân sẽ khiếm khuyết về vận động. Liệt mà, liệt đâu còn cử động đâu mà không khiếm khuyết. Thứ hai nữa là cái gì? Rối loạn về phản xạ, mình sẽ có cây búa. Các bạn học thần kinh là các bạn phải có cây búa để gõ phản xạ ha. Dạ gì? Trương lực cơ, rối loạn về trương lực cơ. Những trường hợp mà bệnh lý về tai biến mạch máu não hoặc liệt do thần kinh trung ương. Ha, liệt thần kinh trung ương thì là thường là liệt cứng thì cái trương lực cơ nó sẽ tăng. Còn đối với những trường hợp mà tai biến mạch máu não, lúc đầu là bệnh nhân liệt mềm, nhưng mà mình thấy một bệnh nhân tai biến mạch máu não đến với mình mà liệt cứng, mình nghĩ cái bệnh này nó đã cũ rồi ha, đã cũ rồi, nó lâu rồi nó mới chuyển từ liệt mềm sang liệt cứng. Và liệt hai chi dưới này mình quan trọng, nãy giờ bác Tiên nói rồi đó, khám cảm giác nông, cảm giác sâu để định vị tổn thương như thế nào. Hai bên so sánh cận lâm sàng trong trường hợp liệt hai chi dưới này là mình sẽ cho làm X quang. Cái cần thiết nữa là làm gì, chụp CT hoặc là MRI nếu mà mình có hai cái dưới này. Còn cái mà mình để mình loại trừ thêm nữa đó là chập dò dịch não tủy. Các em có thấy cái trường hợp mà chập dò dịch não tủy chưa? Thấy chưa? Chút xíu mình học ha. Chập dò dịch não tủy. Còn đối với tiếp cận một trường hợp liệt hai chi dưới đây, liệt hai chi dưới hoặc là liệt tứ chi, thì mình đánh giá xem cái này là liệt mềm hay liệt cứng ha. Liệt mềm là do mới ha, liệt cứng thường thường là nó tổn thương cũ. Khỏi ghi cái này để bác Tiên chuyển cho đọc. Khỏi ghi nhớ đó, để bác Tiên gửi bài cho. Và một bệnh lý nữa là khi mà bệnh nhân đến với mình trường hợp sốt đau đầu. Lúc đầu bác Tiên nói là sốt đau đầu thì mình phải xem đánh giá cái tri giác của bệnh nhân như thế nào. Có hôn mê hay là tỉnh hay là lú lẫn. Nếu mà có những cái triệu chứng đó rồi thì mình mới đi tiếp nữa là những triệu chứng gì kèm theo. Buồn ngủ rồi. Có liệt liệt một chi nhưng mà trường hợp đó là liệt nhẹ. Còn nếu đã nặng rồi thì phải là hai chi ha. Nếu ít thì có thể nó có một chi thôi, nhưng mà đã nói là nặng là nhiều rồi thì bao giờ nó cũng biểu hiện là hai chi hết nha. Nếu mà nó nhẹ, nó ít, ở mức thấp mà cơ địa người đó nó nhạy cảm quá thì nó có thể biểu hiện là nhẹ, là nhẹ ha. Cái thước cơ nó có thể là xuống 4/5, nhưng mà một khi mà cái cơ địa nhạy cảm chỉ cần 2/5, chỉ cần liệt cái kali mà nó hạ xuống mức là 3.5 ha, trung bình nó là khoảng 3.5 đó, mà chỉ cần xuống 3 thôi có người nó đã liệt hai chi rồi
Có người thì lại là yếu, yếu thôi, còn có người là không cử động. Tùy theo cơ địa của mỗi người, chứ mình không có nói là cái mức này là phải liệt hoàn toàn, cái mức kia là không liệt hoàn toàn, không có. Tùy theo cơ địa. Có người xuống tới còn có một chấm mấy à, nhưng mà người ta vẫn dơ nhẹ nhẹ lên được, cái sức cơ người ta vẫn còn 2-5. Còn có người ở mức 3 thôi là không cử động cả hai chân luôn á. Yếu một chân hay hai chân là khi mình thăm khám, mình đánh giá được. Thì mình cũng sẽ biết rằng não và sự sống như thế nào trong học trò, không thể nào mình bóp mình chụp hay là mình sờ sáng được hết, mà phải qua những cái triệu chứng mà mình thực hiện cho tâm sàng. Cái thứ hai nữa là mình phải dựa vào những cái chẩn đoán về hình ảnh, những cái chẩn đoán sàng để cần thiết cho mình xét nghiệm. Và trước khi mình biết được những triệu chứng đó thuộc ở bệnh lý nào thì tính thức mình cũng phải bị giải phẫu và các chức năng sinh lý giải phẫu như thế nào. Ở đây các em đã học qua cái phần là giải phẫu sinh lý chưa? Sơ sơ, phải không? Thì từ những cái giải phẫu và sinh lý đó kết hợp với khám ở sàn, kết hợp bệnh nhân thì mình có sinh bệnh nhân đó là có những cái biểu hiện của bệnh nhân nào, tổn thương ở đâu, để mà mình tìm ra những cái giải phẫu điều trị phù hợp với bệnh nhân. Thì khi mà thăm khám bệnh nhân không chỉ đó là những cái nghiên cứu về khoa học, chúng ta không dựa vào những cái triệu chứng, những cái biến thể của sức khỏe mà nó còn gắn kết với hệ của bệnh nhân. Khi thăm khám bệnh nhân thì mình phải làm sao để bệnh nhân tin tưởng là lần hai trong phát hiện triệu chứng lâm sàng, những cái bệnh sử hoặc là những tiền sử trước đây bệnh nhân đã điều trị. Thì qua cái đó thì các em có học cách giao tiếp chưa? Giao tiếp về bệnh nhân, giao tiếp với bệnh nhân chưa? Thì tùy theo bệnh nhân mà mình sẽ có những cái cách tiếp cận của họ đó, mình cũng khó tính đó là bệnh nhân chịu tính hay là bệnh nhân chịu tâm sự cái gì đó thì mình có hướng cho bệnh nhân để bệnh nhân theo dõi cho mình. Nếu mà mình nắm đúng thì sẽ cho những triệu chứng lâm sàng đúng, nắm thông tin phải là khai thác bệnh sử và triệu chứng lâm sàng. Khi mình nắm đúng kết hợp với cận lâm sàng thì chính xác nào thì chính nào, còn nếu mình nắm sai thì sẽ không cho ra những tổn thương. Cái này cũng là một thực tế kinh nghiệm lâm sàng là khi nghe đi thi thi sau đại học hoặc là khi tốt nghiệp cũng vậy, cái này nắm chặt mà đang cố tình đang quấy cái đó phải vào những thứ đó. Và khi thầy khi bác sĩ mà hỏi khi bác sĩ lâm sàng hỏi thầy cô hỏi là thầy cô hoặc là các bác sĩ lâm sàng có biết các em có muốn hay không, có khám hay không những cái triệu chứng đó. Về các kỹ năng lâm sàng thần kinh thì thứ nhất là về khai thác tiền sử bệnh. Các cái phần bệnh sử này bao gồm những cái ý nghĩa trong đời sống bệnh nhân, những cái diễn tiến trước khi xảy ra bệnh và trước khi có triệu chứng lâm sàng. Và sau đó mình cần chú ý khi mà tiếp xúc với bệnh nhân thì mình cần chú ý và đối thoại các triệu chứng nặng như là thời gian xuất hiện triệu chứng như thế nào, bao lâu rồi, mới hay là cũ hay là kéo dài cho bao lâu, để mình đưa ra những cái triệu chứng ác tính hay bán tính là mãn tính mình sẽ không nhớ. Đó là những trình tự của triệu chứng. Và khi mình khai thác như vậy thì mình phải khai thác được những triệu chứng nào là nổi bật. Mình phải chọn lọc đó, bệnh nhân khai luôn có miệng. Khi mà mình tiếp xúc với bệnh nhân thì bệnh nhân sẽ có nguyên tin đã nói về những cái này những cái kia, nhưng mà mình là một bác sĩ thì mình phải chọn lọc được cái nào mình cần nghe và cái nào mình bỏ qua. Mình sẽ chọn lựa được những cái triệu chứng ưu tiên nhất. Và các triệu chứng mình phải phân loại triệu chứng khách quan và chủ quan, ảnh hưởng từ cái lời khai, từ cái cách nói chuyện của họ, của thầy thuốc. Các bạn như thầy thuốc nói thế này thì bệnh nhân chủ quan thì nên không theo cái thầy thuốc là cái tôi cũng bệnh như vậy, tôi có triệu chứng như vậy, nhưng mà mình phải hướng cho bệnh nhân để bệnh nhân khai ra những cái thực tế trên cơ thể của bệnh nhân xảy ra như thế nào. Và tìm hiểu những triệu chứng chủ quan của bệnh nhân bằng cách mình khai thác là hỏi thời gian bệnh. Từ lúc bắt đầu bệnh nhân có triệu chứng lâm sàng đến khi các triệu chứng xuất hiện trầm trồ và diễn biến của bệnh, đó là mình sẽ thăm khám đầy đủ về những cái dấu hiệu về thần kinh,
cũng như ngoài cái thần kinh ra mình còn khám tổng quát hoạt động như thế nào. Ngoài cái điều trị thần kinh thì mình cũng phải khám tim, khám phổi, khám những cơ quan khác tổng quát, chứ không phải đáng nói là mình khám bệnh thần kinh thì mình chỉ chú ý đến cái bệnh thần kinh ra thôi, không khám đến những cái cơ quan khác. Mình phải kết hợp, ví dụ trong trường hợp bệnh nhân đột quỵ, đối với một bệnh nhân đột quỵ thì thấy bệnh nhân thì mình phải đặt câu hỏi, mình có hỏi là có phải đột quỵ hay không, hay là bệnh nhân chấn thương sọ não, hoặc bệnh nhân hôn mê, hoặc bệnh nhân yếu nhiều rồi, hay là một trường hợp động kinh, động kinh sao với động kinh bệnh nhân cũng có thì đều có từ đó, cũng vì vậy mà mình phải khai thác những cái triệu chứng đó thông qua trường hợp đột quỵ, mình có thể phân tích được triệu chứng này có xảy ra đột ngột hay không, bệnh nhân đang làm cái gì đó nha. Rồi cái những triệu chứng của cái đột quỵ này chẳng hạn như bệnh nhân yếu nửa người hoặc là tê thì cảm nửa người thì những triệu chứng này nó có khó chịu hay không, đây là những triệu chứng càng độ, và những cái dấu hiệu này người ta còn gọi là những triệu chứng tương tự chẳng hạn như là những nửa người yếu nửa người liệt dây thần kinh mặt, các em đi ra thần mặt rồi các biết cái triệu chứng của liệt dây thần kinh số 7 biết chưa, đó là những cái dấu hiệu thần kinh về định vị. Đối với một trường hợp mà trong đột quỵ người ta thường mắc cái sai lầm là không phân biệt được trường hợp cơ cấu thiếu máu não và đột quỵ, nó có cái chẩn đoán dành cho cơ cấu thiếu máu não, chẳng hạn như trong trường hợp thiếu máu não thì cũng tiên trước đây là các triệu chứng yếu tê thì cảm thấy người nó sẽ xuất hiện và có thể trong vòng 24 giờ, nhưng mà theo cái phân tích mới của họ đột quỵ thì họ chỉ có 60 phút thôi, do đó mình cần để ý để mình chẩn đoán khi mà tiếp xúc với bệnh nhân đây là một trường hợp của 3 tiếng nhưng mà mắt có đuôi thì mình sẽ đưa vào chẩn đoán là cơ thắng thiếu máu não cục bộ. Đang ngủ đang làm gắng sức thì tùy theo những cái triệu chứng đó, những cái triệu chứng bệnh hôm nay mình có thể đoán ra cái này à, cái này mình sẽ hướng đến một bệnh nào. Ha, những trường hợp mà đột ngột đang ngủ thường thường là mình sẽ bị cái đột quỵ đang tụng đắp, chẳng hạn ngoài cái tai biến, ngoài cái bệnh về thần kinh ra, còn trường hợp nào nữa mà đột quỵ rồi về tim cũng có vậy, đúng không? Đột quỵ về tim nó cũng xảy ra đột ngột sau một cái nhắm chớp, chẳng hạn là nhồi máu từ cơ tim. Và đối với trường hợp tai biến hay tất cả những bệnh lý khác cũng vậy, đột quỵ hay những bệnh lý về thần kinh ngoại biên và những bệnh lý về não, mình cần phải để ý xem lúc đầu nó diễn tiến như thế nào, sau đó nó có tăng lên hay không, và những cái diễn tiến nó có lên hay không, rất là quan trọng trong bệnh lý về thần kinh nha. Bước thứ hai, sau khi mà mình phải bệnh sử rồi thì mình sẽ bước vào thăm khám thực thể. Thứ nhất là mình sẽ khảo sát được những cái dấu hiệu thực thể trên bệnh nhân. Những cái dấu hiệu thực thể, khi mà nói tới thực thể là mình sờ được và mình thấy được. Đối với một bệnh nhân như mình khám thì mình phải khám mang tính chất là khách quan, và những triệu chứng khám của mình nên kiểm tra tới lui coi có phải là khách quan thực sự hay không, hay là những động tác chủ quan của bệnh nhân. Cái này là bác sĩ muốn nói với một trường hợp history nha. Đó là khi mà bây giờ không ai nói về history nữa mà người ta nói về đó có thể cơ thể là bệnh nhân yếu nửa người hoặc là không đi được, yếu dần. Những trường hợp này sẽ ra nằm tại đứa trẻ tuổi nha. Ta giống như vô cái mình để nửa người liệt nửa người để trong vẫn một người liệt một dần, thì đây là những triệu chứng chủ quan của bệnh nhân. Mình sẽ có cái cách khám riêng nha, để mình loại trừ đây như đây là trường hợp do rối loạn chạy cơ thể hay là một trường hợp về bệnh lý thực sự. Và những triệu chứng chủ quan này, những triệu chứng khách quan và chủ quan này mình có thể kiểm soát được nếu mình là một bác sĩ về thần kinh. À, mình đã thông qua cái lớp thần kinh rồi thì mình phải đánh giá được đây là những triệu chứng chủ quan thực sự hay là triệu chứng khách quan của bệnh nhân đó. Mình phải để ý tính chất của mình những cái triệu chứng khách quan này. Và khi mình tổng hợp lại những triệu chứng khách quan đó để mà đưa vào một cái nhóm bệnh hay là một cái hội chứng nào đó của một bệnh lý về thần kinh. Tại vì nó thần kinh mình khám với cái gì? Khám về cảm giác, về cái đó, nó được chia rất là khó. Ở bài này thì các sư sẽ nói sơ qua cho các em biết những cái gì mà mình cần khai thác trong một bệnh lý về thần kinh, một cách tiếp cận về bệnh lý về thần kinh.
mà nói thì sao không, thì mình sẽ đi vào từng bài đi nha. Ví dụ ở bệnh nhân hôm nay thì mình cần nắm cái gì? Nếu một trường hợp mà bệnh nhân đến với các bạn ngoài những chấn thương về răng hàm mặt hay những bệnh lý về răng hàm mặt, bệnh nhân vô mình cũng không ta có tổn thương gì răng đó, nhưng mà đâu cũng nào mình cũng không bệnh nhân nào khác không đâu. Đó chỉ một trường hợp mà phải làm nên cấp cứu đi. Bệnh nhân chấn thương xa chấn thương vô với mình cũng hàm mặt cũng có vùng sọ cũng có tay chân cũng có răng cơ chỗ nào đau chấn thương mặt, thì ngoài cái việc mà mình khám kiểm tra da răng thì mà bệnh nhân không mê trước vô là mình cảm nhận mặc dù là não bộ và bức cơ thể nhưng mà nó không quan trọng cái não bộ, não bộ nếu mà phải nghe trên não thì nó não bộ chúng ta hiểu không? Thì khi mà nắm thần kinh ngoài cái nắm tổng quát là mình đánh giá tâm trạng bệnh nhân, đánh giá về sự tương tự và tri giác á, cái thứ hai là mình đánh giá về tâm trạng bệnh nhân, tổn thương ở đâu, ngoài cái vùng răng hàm mặt của mình thì tổn thương cái gì, bộ phận nào của cơ thể như vậy. Khi mà mình đánh giá đây một bệnh nhân không mê là mình sẽ đi theo dễ thấy hôn mê như thế nào, hôn mê hoàn toàn hay là lơ mơ, ngang hay là rối loạn về tri giác. Thì ở cái mức độ mà hôn mê thì mình sẽ có thang điểm Maslow. Các em đi sau không được ở khi các bạn muốn để thang điểm thì các bạn sẽ ra đi vào cái bài hôn mê để các bạn ra đánh giá vào thang điểm Maslow. Cái thứ hai nữa về cái phần tổng quát, sau khi mà mình tổng quát rồi đánh giá về tình trạng của mình rồi thì mình đánh giá về đôi mắt bệnh nhân này có khó mở hay không, và cái tiếp theo đó là mình sẽ khám về đồng tử nha, có dễ hay không, này có rồi có ai những cái biểu hiện bất thường về đồng tử hay không, một bên giãn một bên to hoặc là còn khá xa hay không, đó là những cái vấn đề rất là quan trọng. Rồi sau đó mình sẽ, nếu như mà bệnh nhân còn cảnh nghe còn lơ mơ hoặc là mình tiếp xúc được thì mình sẽ cho bệnh nhân khám về bệnh nhân. Mặc dù là nói là đồng tử không đáp ứng hoặc là đồng tử có những cái điểm gì, các bạn là nói chuyện với cái ra ngoài được, khi ra ngoài được thì còn trong đó các bạn cũng chưa các bạn nghe qua rồi. Nếu mà mình bị như thế này ngoài thì chắc chắn có gì khác. Và sau đó mình sẽ khám cái cầu vận động. Mặc dù là bệnh nhân hôn mê nhưng sẽ có những cái phản xạ của tứ chi. Chẳng hạn như mình kích thích vào vùng mặt, tay, bắp chân sẽ có những biểu hiện liệt hoàn toàn hoặc là còn phản xạ hoặc là còn cảm giác, ở đây cảm giác sẽ là cảm giác nông và cảm giác sâu. Và nên chú ý rằng mình khám thần kinh là phải khám đi, khám lại nha. Có thể bạn này vừa khám sau, bạn có thể khám lại có những biến khác. Và khi có những triệu chứng bất ngờ xuất hiện thì mình nên trao đổi với nhau để mình tổng hợp lại các triệu chứng đó. Nó bị giống bệnh nào nha, khám thần kinh mà không chính xác là không thể biết được cái ổn thương nó nằm ở vị trí nào hoặc là tiếp sống. Các em chỉ cần khám, ví dụ như khám nghe được cái số 7 khám điện lưỡi, nấu lộn gì cảm giác điện lưỡi nhà bệnh nhân đến với mình nói. Có thể là bác sĩ sẽ không giảng trong bài này, bác sĩ sẽ nói rất là nhiều những cái triệu chứng, những cái triệu chứng lâm sàng cho các em nghe. Và thậm chí bác sĩ sẽ không giảng đúng như trong này luôn, tại vì bác sĩ sẽ thêm vô những cái triệu chứng cũng thế này, những cái lâm sàng ở đây để cho các em dễ tiếp cận hơn nha. Để không có khó khăn bất tiện trong bài đâu nha. Dạng có khi mình phải làm sao để các em có những kinh nghiệm, có những cái cách tiếp cận mà thực tế nhất, chứ không phải nhìn sát vô các em biết được. Còn các bạn nào mà dám các bạn cho tôi ghi lại không được lại. Chẳng hạn như khám trước vùng lưỡi, người đến với mình nói là bác sĩ ơi, răng hàm mặt nó có liên quan tới vùng lưỡi không? Đó. Ha. Đó, nhiều khi ta nghĩ cái vùng đó là của răng hàm mặt, tại vì cái lưỡi người ta sẽ đi đến khe đó. Tại sao bác sĩ ơi, sao cái lưỡi chúng ta khác gì nó? Rồi thì ngay lúc đó mình khám lưỡi thì mình loại trừ các bệnh lý răng hàm mặt rồi, thì qua cái lớp này các em sẽ khảo sát được còn nếu nó tổn thương nó nằm ở đâu, ngay dựa vào đặc điểm giải phẫu sinh lý của hai bên răng hàm sọ. Ở vùng lưỡi của mình nó sẽ có tác động là những cái dây thần kinh như thế này, số 7, số 9, số 11, và số 10 thì dân hai. Đầu lưỡi của mình nó là dây thần kinh khác,
giữa lưỡi của mình nó là dây thần kinh khác, cái lưỡi là dây thần kinh khác, hai bên đầu lưỡi là dây thần kinh khác. Do đó các bạn phải cho bệnh nhân khảo sát và thử test, test bằng những cái vị khác nhau, chẳng hạn như là cái chuyện cái vị mà mình dễ khảo sát nhất là cho bệnh nhân muốn nếm thử muối và đường ở đầu lưỡi là cái vùng tùy theo cái vị trí tổn thương mà mình có cái cách khám khác nhau, cái lưỡi một là muốn ăn và nó ở cái vùng là à, thậm chí mất cảm giác đó nhưng mà còn cái gì cần tìm bồi thì nó có những cái điều kiện của nó. Rồi bệnh nhân gan của mình đã bị ăn được nhưng mà cái lại bị sặc, ăn bị sặc thì mình phải coi các tâm nhau được loại trừ đó những cái vùng như hồi hộp, những cái biến dạng của hồi hộp mình phải coi mình bị sặc này không biến dạng. Thì có số ngoài các vùng gan mà gan mình còn phải kiểm tra dây thần kinh của hồi hộp nha. Vùng da dây thần kinh vùng hồng hồng thì nó nếu mà nó sạch thì nó sẽ có liên quan tới đột quỵ, những trường hợp đột quỵ da. Người ta có thấy được bệnh nhân chiếu tay chân, ha, có thể là trong đó nó không có cái cổ, nhưng mà nếu mà chỉ có ở vùng hồng hồng thôi, nuốt sẵn, nuốt dưới thì lúc đó mình sẽ được trao cái tổn thương là chỗ nào để mình cho bệnh nhân sẽ làm những cái cận sàng cần thiết để tốt hơn lại. Nhưng mà quan trọng nhất vẫn là khám đi khám lại, khám cho kỹ mới ra triệu chứng. Nha, nhất là cái vùng tủy sống và não bộ. Tim các thể có thể các em chỉ nghe vùng tim thôi, tiếng thổi, nghe vùng tim tiếng thổi loạn nhịp, nghe là những cái phong mắt không những gì đó mà không vô cho nó tay của tại chỗ luôn. Nha, mình có thể chẩn đoán được những cái tại chỗ nhưng mà nếu mà khám thần kinh các em chỉ khám một chỗ là không bao giờ đâu. Nó là toàn thân, có thể là thần kinh thôi. Nào từ đầu cũng không có ra. Nha. Nó sẽ có nhiều vùng chi phối thần kinh chẳng hạn như các em có một bệnh nhân đến với mình là bé, bé mà có từ trên cao xuống chấn thương vùng cổ. Nếu như trường hợp các em không nắm, bệnh nhân đến với mình bé vùng cổ không thể đặt được tay chân, mình nghĩ cổ thì nó chỉ tổn thương vùng cổ thôi, tay chân mà nếu mà nghĩ thì có phần bị chắc ở đâu đó có gãy xương phải không? Cái đầu tiên em sẽ nghĩ là nó có kỹ xương cái nào phải nghĩ là nó không được làm được, nhưng mà thật ra ở vùng cổ của mình nó có 8 đốt sống cổ, từ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 thì từng đốt sống cổ nó sẽ chi phối ở vùng cánh tay một ngoài lực hoặc là chân nha. Cổ 5, cổ 6 thường là cổ 5, cổ 6 nha, còn cổ 3, cổ 4 cô bé có tám mà tay không hả, cái nào cũng tay đó nè, gặp rồi thì nó sát lại nha. Nó một cái vùng nó vừa chi phối tay và chân, có vùng cổ chi phối với tay không đó, mình khai thác cả khai thác như thế này nha. Mình học về triệu chứng là những cái mà dễ được nhất để mình khai thác cho bệnh nhân, còn cái không bao giờ được. Cuối cùng bác sĩ nói một câu là khám tỉ mỉ nha, thận trọng khám đi khám lại cùng một bộ phận nha, để đánh giá ở cả thân sàng, tại vì bệnh thần kinh nó có thể diễn tiến trở trọng nó mắc em đẹp lắm ha, tay chân nó chưa yếu, tại vì lúc đó mặc dù là nó tổn thương ở não bộ nhưng nó chưa bị hiện ra bên ngoài. Lúc đầu ví dụ như một trường hợp về đột quỵ hai biến, tại cái mặt có não đó thì nó sẽ dùng từ đột quỵ, trong đó nó sẽ có là xuất huyết não và nhồi máu não. Đối với những trường hợp mà nhồi máu não ban đầu nó chưa có biểu hiện gì đâu, một vùng não nó tổn thương nó cứ nó nuôi nó chưa biểu hiện ra lâm sàng, nhưng mà qua giờ thứ nhất giờ thứ hai trong cái ổ tổn thương đó ổ huyết não nó sẽ rộng lên, do nguyên nhân là thứ nhất là mạch máu và nó lớn mà nó nhỏ thì nó bị để tim, nó làm cho cái vùng não của mình nó bị thiếu máu, thiếu máu càng nhiều cũng bị càng sớm ra bên ngoài. Lúc đầu mình cũng chưa có đâu, cái này là một thực tế lâm sàng khi mà người nhà ha, do bệnh viện nhập viện sau lúc đầu và chỉ có biểu hiện nhẹ thôi, qua ngày hôm sau hoặc tới chiều bệnh nhân sẽ liệt rồi, thì lúc đó người nhà sẽ nóng ruột, càng trị sao càng yếu càng liệt, trị khi mà viện cột. Thế
cái này là có rất là nhiều trường hợp khi mà người ta có sự kém hiểu biết, người ta nóng ruột nữa, người nhà nóng ruột, thì khi bệnh nhân vô cái phòng chỉ ra trên môi à, từ lúc này mà có sự thông sạc mình phải tin được bệnh nhân có mức độ nào, có bệnh lý kèm theo hay không, để mình biết cái hướng sắp tới nó sẽ diễn tiến như thế nào, nhất là những trường hợp đột quỵ do tim mạch nha. Cấu tạo đường tim thì lúc đầu bao giờ cũng vậy, cái hình ảnh trên CT scan não nó rất là đẹp, nhưng mà chỉ qua một ngày thôi thì những trường hợp đột quỵ là không liên quan cả nữa, không cần. Lúc đầu là diễn tiến nhỏ thì bệnh nhân cũng có tiếng tai nói phê đớp, nhưng mà qua ngày hôm sau thì cái diễn tiến nó mạnh hơn, người ta không nghi ngờ nó còn hoạt động thì lúc này bệnh nhân sẽ điều trị hoàn toàn của người mà không nói được hoặc là rơi vào triệu chứng hôn mê, thì lúc này người nhà sẽ kiếm bác sĩ về diễn diện đi, hoặc là tại sao điều trị như vậy rất là nhiều, cần phải có cái tính tiên lượng bệnh nhân thực tế đó là những trường hợp bệnh nhân có bệnh lý kèm theo tim mạch nha. Còn triệu chứng về cuộc sống đi, nói về bệnh lý về vẻ lên thở đi sống cái gì mà nói về não rồi nha, não thì nó đi nó sơ cho các em biết là phần của đột quỵ, còn về những cái bệnh lý khác chẳng hạn như động kinh, động kinh cũng có luôn, thì ở phần cuối bài bác sĩ sẽ cho các em một cái sơ đồ những cái triệu chứng mà mình cần khai thác trong những cái bệnh lý á, sơ như thế này thì các em có thể kiểm tra bài để mình biết có một bệnh lý. Một bệnh lý về tủy sống chẳng hạn thì bệnh nhân sẽ khai với mình là sẽ mất cảm giác một vùng nào đó của cơ thể, thì tùy theo cái vị trí chẳng hạn như cổ sống cổ hồi nãy nó có những cái vùng chi phối tiền tai hoặc vùng kinh hoặc là hai chi dưới, nhưng mà mình ở đây thì mình còn có thêm một bộ phận nữa là cái phần cơ bắp, đó là phần cơ bắp nha, thì ở đây mình sẽ khám nói về tủy sống cuộc sống là mình sẽ nắm từ đầu đến chân, cái mình nắm đơn thuần là phải chỗ đó, mặc dù người ta hay là diễn tai hoặc là tê tai hoặc là cũng động khó khăn cái gì đó đó còn mình vận động, nhưng mà mình khám là mình sẽ khám tất cả các cơ quan nội bộ, tay bên đây thì phải nắm là đi có hay không, chân bên đây không có hay không, chân bên kia không có hay không, và rất là nắm về cảm giác, cảm giác ở đây nó rất là cảm giác đau là sâu, và tùy theo mức cảm giác đau sâu đó và có những cái dụng cụ khác nhau, thắm về thần kinh, thắm về